Xin chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Và ngày hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2021 là ngày quốc tế lao động, là ngày lễ của toàn dân tộc. Thúy Trần xin gửi lời chúc tới quý anh chị và các bạn sẽ có những ngày lễ nghỉ bên gia đình thật hạnh phúc và vui vẻ nhé. Vâng, trong video ngày hôm nay Thúy Trần tiếp tục cập nhật lại toàn bộ khung cảnh của siêu dự án Bình Mỹ 2 hay còn được gọi là dự án Hana Garden Mall. Đây là một trong những siêu dự án nằm tọa lạc tại khu công nghiệp V-Zip 2 mở rộng thuộc về khu vực Bình Mỹ 2, Hoàng Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vâng, nằm trên mặt tiền đường của tuyến đường DT-742. Vâng, nhắc đến tuyến đường DT-742 hẳn là quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ hình dung. Đây là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch sẽ giúp vận chuyển và lưu thông hàng hóa từ khu vực Bình Dương tới Cộng Xanh và trực tiếp sẽ lưu thông đến khu vực trên Tây Nguyên. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, dự án Hana là một trong những siêu dự án có quy mô lên tới 1.300 nền và hiện tại đã được chủ đầu tư xây dựng được 100 căn nhà phố, đã được đầu tư một cách bài bản và đầy đủ với cơ sở hạ tầng bao gồm điện âm, nước máy, hành lang, cây xanh cũng như là đường thì được trải nhựa rồi ạ. Điểm nhấn trong dự án Hana Garden Mall đó chính là các quỹ đất xây dựng các công trình như khu thể thao đã được hoàn thiện và khu công viên đã được xây dựng rồi ạ. Và trong 1-2 tháng nữa thì sẽ bắt đầu khởi công và xây dựng trường mầm non. Sau khi xây trường mầm non xong thì sẽ nghiệm thu và sẽ ký chuyển nhượng bàn giao sổ cho khách hàng ạ. Vâng, đây là một trong những dự án mang lại nhiều giá trị lợi nhuận cho những khách hàng đã đầu tư tại khu vực này. Vâng, và bây giờ Thúy Trần xin mời cả nhà cùng theo chân Thúy. Chúng ta sẽ trải bước xung quanh dự án Hana Garden Mall để thấy được tiềm năng cũng như những giá trị mà dự án mang lại cho khách hàng nhé. Và ngay phía bên tay phải trái của màn hình nhé, chính là quỹ đất dùng để xây khu thể thao. Vâng, khu thể thao của chúng ta bao gồm 3 sân bóng đá mini ạ. Vâng, và tiếp tục qua khu thể thao, chúng ta sẽ tới với khu vực công viên. Công viên của chúng ta được trồng cây xanh cũng như là vòi phun nước và được đầu tư ghế đá và cây xanh cực kỳ đẹp và rộng rãi đúng không ạ? Vâng, dự án Hana Garden Mall không chỉ là một vị trí đắc địa liền kề với cụm khu công nghiệp V-Zip 2. Vâng, cách cổng V-Zip 2 chỉ chưa đầy 100m ạ. Và được đầu tư một cách đồng bộ với cơ sở hạ tầng nhà rất là bài bản như thế này. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi mà thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát đang được tỉnh Bình Dương phê duyệt cũng như chấp thuận đến đề án lên thành phố, thì dự án Hana Garden Mall chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi từ những cái giá trị bất động sản mang lại trong thời gian tới. Vâng, đây là 100 căn nhà mẫu được chúng ta xây dựng với kiến trúc phố Âu, một trệt hai nầu cực kỳ đẹp các bạn. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư đất tại khu dự án Hana Garden Mall có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548, ấn like đăng ký và chia sẻ để đón nhận những thông tin hữu ích trên kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương nhé. Vâng, xin chúc cả nhà xin hẹn gặp vào những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.